cầm gai thôi, thử đèn này. Canh găng ti ở dưới. Thử lại cái nữa đi. Cầm. Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây vừa rồi là cái đoạn Trung test cái con Hino H100 mà Trung lên cái demo cách đây 2 ngày đây. Nay lắp được cái đề nổ máy. Trung báo với anh em là máy đậu hơi, cái con máy này đã nhận cọc nhé anh em. Nhận cọc của anh em khách Hà Nội là trên cuộc gọi anh em đã chốt luôn cái con anh em chốt mà không có cần xem video luôn, nhưng mà trước khi giao hàng thì anh Trung cũng quay lại cái video để anh em xem máy nổ máy ngon lành, turbo ngon nhá, vàng cam cò cơ tất cả ổn hết, chỉ có mỗi cái tội có hơi thừa thôi nhá, máy có hơi thừa rồi nhé nè, máy đề nhại này, lắp cái củ đề vào rồi nhá, còn củ sạc là không có nhá. Đấy, cái củ đề lắp vào này, đơn giản như vậy là nổ thôi, cắm ống dầu vào phát một. Rồi, máy móc thì vẫn như hôm trước bình thường. Đấy, bơm lái còn nhé, còn bơm lái đầy đủ các chi tiết hết. Này, heo H100 thì nó khác cái bản lốc heo của so với em nhé, heo lớn hơn, và thứ hai là heo có dù nhé, có dù giảm để giảm cái gió, giảm ga về khi mà vượt tốc đấy. Turbo là không có đầu rơ như này, turbo không có đầu rơ, turbo rất ngon nhá. Rồi ta lọc nhớt là lúc mà ngã máy qua thì nó bị xì, anh em về thắt cạo cái lọc ra xong và gõ lại cái phần ren đó cho nó thấp xuống rồi siết nó mới chặt được nhá nè. Đấy, có một cái chi tiết đấy. Đang chỉ nhớt này, hôm trước tôi cũng có nói trên video rồi, còn lại tất cả xương hàng bơm hơi, bơm trộn các thứ là ổn hết nhé. Rồi, Trung kết thúc video. Trung cảm ơn anh em Hà Nội đã ủng hộ nhé. Đang vệ sinh cái con máy 8 này. Máy 8 ngày hôm qua có lên video nè. Vệ sinh lại. Con máy nó hơi bẩn một tí. Vệ sinh lại rồi Trung sẽ làm cái video lại lần nữa nhé.